hai tập mùa này ngon nhất là hai nước mắt ở không? Nước mắt nhiều là có, nước mắt ngon. Lắp giao điện ghép đầu game cũng được, giao điện ngon. Cay nhờ cảm ơn Úc nha, cảm ơn Reno nha. Rồi, auto tặng sao thôi, auto tặng sao là tốt đấy. Tại vì mình thấy là sát thủ với sát thủ nó nhảy ra đằng sau á, là tất cả nhảy ra đằng sau thì con Dana đâu gom được ai đâu, thì bỏ con Dana đúng rồi. Tà thần thì nóc tần của mình cũng cầm rất lửa, chứ có cầm được cái gì ngon đâu. Cảm ơn Biết Quang nha, chào Trần Thị Hằng nha. Ok, à, chào anh mình. Lại quên là không đưa cái rắp lửa cho con Ivern thôi, nên mới thua nhiều. Nên rắp lửa Ivern chắc cũng không thua nhiều vậy đâu. Vên cho được ông ơi. Tầm tạ. Cũng đau khăn à? Chắc đếm mình khăn đâu. Còn Vên nó cầm cái reset nó không bị mất máu đâu. Cái reset nó em á. Chí tuệ vậy. Vên với Nali cầm cái reset nó em không bị mất máu đâu. Sao thoải mái luôn. Vui lắm. Em xin đấy anh mạnh em săn anh với á. Mày ông khôn thế. Cứt thì mà khôn đấy. Ông xin gì xin săn tôi đi ăn liền. À, cái bản lực lăng nó rác quá. Tôi mới test thử đúng một ván, rác thật. Lớp lăng tiên hắc ám à? Xong rồi build lớp lăng thôi à? Ừ. Quan trọng gì, tôi thấy chỉ có vài năm tiền nữa mới là rác thôi. Bản lực lăng kinh vậy đấy. Chào Bộ Hưng, chào Bộ Phước. Rồi, chào mọi người. Ai mà tôi chết chào cho tôi gửi lời xin chào đi. Chào đi, chào lại. Chào đi, chào lại. Ê, ông ơi, đánh con này có up level không? Cái gì? Thủ má, con V này có thể đéo hay lắm ông ạ. Tôi đang để 2 V1. Đấy, ý là tôi thấy nó đéo, đéo ngon lắm, chắc tôi bỏ á. Chấm than Multify à? Hợp lý nhở? Hôm qua mày đánh ma sứ thử rồi đấy, ma sứ yếu. Đánh 8 ma sứ yếu lắm, đánh 4 ma sứ. Đi lên là chết hả bro? Đấm tầm 4 ma sứ đấy mà. 8 ma sứ yếu mấy lần nữa các bạn. Còn nếu không thì người ta đã gọi là chú ấy thông minh giống tôi rồi. Ây u. Si Vong đánh vô tóc được. Con này. Eo ơi, con Vê mà cầm cái này là tự lăn ra chết luôn đấy các bạn ạ. Đéo vui đâu. Đi. Nghe giọng anh mạnh BDVC. Trong một cung đã hắc ám này là tự bắn tự lăn ra chết anh em ơi. Thích kiếm hắc ám à? Tí nô rê vẫn thích kiếm hắc ám à? Cũng hợp lý. Thấy con kỵ sĩ này có vẻ xịn này. Hí. À, nó cổ lý luôn đi. I am justified and I am armed. Chơi bài cơ bản rồi anh em ơi. Ui, mấy ông này khỏe thế. Mẹ mày lơ lăng khan dích. Cái củ lên đi, mẹ mày trâu thế này. Chịu đấy. Cuồng đau vô cực rồi, hai anh em mình chụp bài à? Ông có tính trên nóc, ông có tính trên nóc tần không? Ờ, tôi chơi Raven. Thì đấy. Thôi kệ đi, có gì tôi xoay sang AP cũng được. À, tức là ông định chơi Draven gì ấy? Thôi có gì nữa. Thì có chơi Nocturne. Úi trời ơi. Xoay sang AP cũng được không? Sao đâu. À? Đồ này xoay đầy thứ AP cũng được vậy. Đúng rồi. Xoay cái gì mà chả được không? Tôi có con Ash nên tôi lắp luôn. Cuồng đau vô cực giữ máu ấy mà. Bắt lại, lại bắt con kia là có trứng, đẻ trứng à? Ôi. Đẻ trứng cái gì tầm này nữa, cút luôn đấy. Tầm này tôi ngộ được chân lý rồi các bạn. Lại up level lên, đấm được ai đâu. Để sau hàng nào mình cũng chỉ ăn đấm thôi. Tệ lắm anh em ạ. Đây này các bạn cứ nhìn con Nidalee nằm đấm biết kiếm này. Thêm Warwick, thêm đấu sĩ, nhìn rác mãi nổi, đánh ra được. Thêm vài ông củ lìn lơ blăng này. Đấy các bạn đấy, sao các bạn đánh được? Đấy các bạn lơ blăng mệt lắm. Chó 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 liên tục chiếm lại liền.
Ôi, bên bắn khá quá không ạ? Cho lại mày được phết. Bên bắn hơi ok luôn. Thì thoảng anh mình thử ok kêu anh ơi. Vào đây mà xem ơi. Đơn giản. Ass nước mắt ám kìa. Ngon chưa? Lượng nước mắt hắc ám đi, đừng cho mấy thằng củ nồi lip lăng nó lượm. Mẹ. Tí mệt, mệt nổi lắm đúng không? Nhớ thằng top 1 kìa mà nó lượm nước mắt hắc ám là mệt nó đấy. Mình lượm nước mắt hắc ám để mình làm cái giao điện hắc ám các bạn ạ. Nếu mà nào xong tí đớp con lơ lăng má nó cầm CC lên tà tội, khó chịu quá đai. Ui giời. Thế thì nóc tần luôn nhờ các bạn nhờ. Nóc tần đi, là dễ chơi. Cần để trứng luôn anh em ơi. Giao điện hắc ám nó mất sát thương tay nha, nên đừng có cho con Vayne cầm. Lại Nocturne luôn. Con Nocturne thì tội gì cũng chơi Nocturne. Raven thì khác các bạn nhé. Em hai thằng chơi chung với nhau mà chung bài nhau mất công thôi. Tôi chơi một là Nocturne, hai là chơi Aphelios đấy các bạn. Thì nó sẽ không bị chung bài. Khỏe luôn. Ba cái dao điện hắc ám đúng ngon luôn. Nó ngon. Cái gì ngon hả ông? Dao điện hắc ám. À. Mỗi đòn đánh thứ hai dậy gây 70 sát thương phép, giảm cả giáp lẫn kháng phép. Đánh 2 đòn nha, chứ đâu phải đánh 3 đòn đâu. Vậy làm thiện xạ phun giao điện hắc ám được không ta? 3 giao điện hắc ám cho Varus chẳng hạn, hoặc là Asum. Giật mày tung đít lên. Giảm hết giáp, giảm hết kháng phép, đâu có sợ mấy cái thằng xài kháng phép đâu. Giật tung đít lên được. Rai của tôi yếu vậy. Nó chỉ tốn tiền thôi. Chả được cái tác dụng mẹ gì. Rồi đánh bài gì cho nó ổn áp á. Bạn đánh mấy bài 5 tiền ấy. Các bạn cuống giữ máu lên đánh bài 5 tiền ấy. Ba giao điện một con cộng dồn chứ bạn. Giao điện xưa giờ vẫn cộng dồn mà. Giao điện là một món xưa giờ vẫn cộng dồn mà. Có bao giờ không cộng dồn đâu. Thôi chắc tôi đã nạp phèo á. Ông đánh Raven đi, thoải mái. Qua đánh Afe đi. Ra Afe rồi à? Chưa. Nhờ tôi ghép nát do điện chứ tôi đánh Afe luôn. Ok, cảm ơn Di Tân nha. Mình chơi ít mà bạn ơi, hôm nay mình chơi mà. Bạn cứ thế thôi. Có thiền. Đi ghép kết giáp được. Thế ghép thiết giáp gì nữa, tí nữa con Nautilus ghép luôn thiết giáp này. Ghép thiết giáp đánh vui lắm. Thế mình có thể để 3 con ma sứ của liền vào cũng được. Như này đúng rồi, cho như này. Nhưng vấn đề là 3 con suy vong này nó chả thích được con mẹ nhiều quá. Lởm quá. Bé ác quỷ thì lấy thìa với lại cung hắc ám bạn ạ. Để ghép nhau ghép ác quỷ nhưng mới đánh được bé ác quỷ. Mà bé ác quỷ chưa chắc ngon đâu nha. Đồ chuẩn của Rách á. Đồ chuẩn của Rách thì ông chất châu nó có build 2 nước mắt, anh thấy là khá ok á. Anh thấy kiểu build 2 nước mắt cho con nóc à con thấy khỏe á. À ủa giao điện, ủa hôm bữa tôi nhớ là giao điện giảm gai giáp kháng phép mà ta. Sao bây giờ chỉ giảm giáp giảm kháng phép thôi? Chắc là giảm kháng phép thôi chứ. Giảm giáp thì hơi căng nhờ. Có cung săn là giảm giáp kháng phép à? Vậy thì ok, mình sẽ chuyển sang đánh cái thể loại khác. Chẳng hạn như thiếu. Đấy, khăn này lởm quá. Nhưng mà
vẫn phải lấy khăn này bởi vì cái Nautilus không ta. Chiến sĩ này chỉ bọn chiến sĩ châu thôi, còn bọn này thì là phục vụ cho cả bọn này nữa nên đổi thành nghe đi. Nhớ nhầm anh đi. Làm tiếp kêu không anh em? Đúng rồi các bạn ơi, nó là cái gì? Nó là Jack Blue mà, tôi thấy Jack Blue ok mà. Nhưng mà tôi bình thường view hay view Jack Nick kiếm với cả cùng đao, với cả khăn. Nhưng chưa thấy châu view Jack Blue khỏe phết đấy. Kiểu nó cứ nhảy lên tọ ấy, khỏe phết. Đánh nắp thì không cần khăn anh ơi, có chứ em ơi, nhưng anh đang muốn có khăn hắc ám ấy. Khăn thường này nó hơi lởm ấy. Ván này có vẻ ngu rồi các bạn ơi. Ván này có vẻ khăn thường cũng được. Ván này mình có vẻ chú bé đần rồi. Ê, mẹ toàn là ma sứ này. The coven has eyes everywhere. Toàn ma sứ. Châu là chú bé đần rồi châu. Đéo là chú bé đần đấy. Ý là có vẻ chú bé đần quá rồi này. Ma sứ nhiều quá, Afe à? Muốn đánh kêu cũng được. Em mới vào một thôi mà đau hết cả đầu à? Ừ đúng rồi. Bây giờ đánh khó mà các bạn. Ơi, chém vào con này nó không crit được ấy, nên là nó không hồi được máu ấy. Thật lởm. Của Linh cầm cái giáp gai cao thần mình. Có khi nào nhận được này. Nhận được cái thì hắc ám không? Nhận được có thì hắc ám không ta? Giáp hai slot không? Chơi Traven à? Ui, Afe cơ. Ông. Ừ, đang tính đây. Nó rồi, thôi lấy reo thôi. Đang cần. Cần reo. Má bé bắt ngon quá nhưng mà tôi muốn này con này hơn các bạn ạ. Con Diana của Linh này tí cầm tim băng các thứ cũng được. Với cả mình nhặt Diana mình có thể chơi Aphelios luôn. Bởi vì đây mình đang tích mấy con hắc ám đây rồi này. Mình ma sứ đây rồi này. Mình có thể chơi Draven hoặc Aphe đều được. Đồ này chơi được cả hai con. Nhưng mà Aphe thì không ngon bằng, bởi vì Aphe không có regen. Hơi yếu. Ui ghê thế em ơi, mo được Master Vice Adam à? Ờ anh biết mà, mấy con này nó lợi hại mà. Cái gì đấy? Steel vừa up stream à? Ok, cảm ơn Steel nhá. Đã chưa? mấy ngày hôm nay anh có đánh rank đâu? Từ hôm trước anh stream đến hôm nay anh đã đánh rank đâu? Bây giờ còn đánh tiếp mà. Chắc cái thằng nhỏ nó bị cử cái người cái gì đấy. Trò mới à các ông ơi? Nghe thằng Steel dạy công linh tinh nhỉ. Rouse thyself for combat. Mình đang hơi nhiều đôi á. Thực ra mình có thể roll ở 6 cũng được. Nhưng mà kiểu tơn quái rồi nên mình không muốn roll. Mình có thể để thua thêm tơn nữa cũng được. Sao có ông nào hình như mình nhìn thấy Aphelios 2 này. Aphelios 1 tôi vừa giết. Diệt đền dữ gì đấy. Ôi Aphelios 2 ơi vãi nồi. Ờ, nhìn rõ ràng là AP2 dền dứ đấy. Vừa, hồi nãy vừa AP1 xong rồi. Giờ AP2 rồi. Đù mẹ. Người chơi hay cheat à? Tôi vừa đấm ổng xong đấy.
Đó, bây giờ ông lên AP 2 à. Ok, cảm ơn Steel nha. Anh em mới vào cho mình xin một like, một share, một chấm than notify nha mọi người ơi. Nhớ chấm than notify nha để nhận theo dõi, nhận thông báo các thứ của mình nha. Cảm ơn Hương nha. TT Hương nghe nói là tháng này là tháng sinh nhật TT Hương đúng không? Một nghe này nói này. Thế không biết là có đòi à, giờ nó AFE 2 rồi. Con này hai không cần chúng ta kẹt. Hay là mình chơi ấy luôn, mình chơi suy vong luôn ta. Suy vong ba thiết giáp à? Thăm nữa này. À, thằng liền đấy AFE 2. Ê, tôi có hai con Neko cũng được. Lên 7 roll đi. Con mình cần lên level nhất thì nó đéo lên. Hít kiếm cùng đao. Kiếm thêm con Nautilus. Con này mình cần nhất thì nó không lên. Nó lên con gì không? Đấy, chết mẹ luôn các bạn ạ. Một mà, một cái kiểu như bị đuối ấy. Áo hết, ông ấy còn dí mình nữa. Áo 7 Ronin em ơi, ghê quá. Anh vừa nói gì em đấy á? À, thì anh bảo là tháng này như xin em còn gì nữa. Nói gì em đâu. Reo cót luôn đấy nồi. Không có đánh được. Giờ đánh Raven nha. Chơi dùng Nita chơi một ván tặng 100 sao đời CK. Thôi anh đang kiếm đây, anh Aro kiếm Lissandra. Ván này chơi Raven thôi anh em ơi, không chơi được đấy. Mình kiếm Lissandra đấy, mình roll mình không ra đấy các bạn ơi. Muốn roll ra lắm nhưng mà đã ra đâu. Ván này chỉ kiếm Raven chơi thôi. Rouse thyself for combat. Cái gì đấy? Vừa nói chơi Raven có Raven 2 luôn. Tôi Neko, hai Neko mà. Tôi biết là ông có Neko rồi. Dễ thế. Xếp bài đang đấm đấm trâu rồi các bạn ơi. Nhớ gặp trâu rồi. Chết mẹ anh sai rồi. Anh trâu thai em sai rồi. Em sai rồi anh trâu ơi. Cứ càng đấm trâu thôi. Lỡ tay thôi. Chưa. Ui, đấm trâu thôi. Chết, chết em rồi. Hay à. Chết rồi. Đừng có bỏ á. Chết. Thế thì chết các bạn đã hỏng hẳn. À, tôi cần nó tần 2 quá. Ôi dồi ôi, mẹ reo cung, phải bán cả hai con đi ha trời. Thôi. Ôi mày bắt con gấu anh em ơi. Lượm con gấu tôi. Giờ cần con reo nữa đúng không? Con gấu béo rồi các bạn ơi. Bích. À, cho con gấu cầm mẹ nó đấy. Ngủ liền rồi.
Cảm ơn Nguyễn Lương Quốc Tú nhá, cảm ơn bạn nhiều. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn chú Siêu nhá. Đen cũng được không? Cuồng đao đen bạn. Cuồng đao đen ngon. Bỏ reo đi, xài cuồng đao đen cũng được. Bật lâu lăng đi bạn. Để nó lâu lăng và chói bạn cho vui à. Né quần què, né kinh vậy. Na đi liền. Mẹ có 40% né thôi mà, né kinh thế. 40% mà tôi chọn 10 phát tôi hụt hết mẹ nó. Hụt hết mẹ nó 9 phát được không ạ? Đây bóng tối bạn. Ừ, con Nelly né cơ. Mẹ 10 phát hụt 9 rồi các bạn. 40% thôi mà. Ừ, 40% tôi chọn 10 phát hụt 9 phát luôn. Mãi đầu rồi á. Game không ơi, game. Game nhái thật. Lên chết bỏ con này ra. Xài con này. Với lại thêm một con cho đồ tướng quái đấy, không có gì mình drop đồ. Thêm một con nữa, Kata. Nói chung là kiếm con Vego là ngon nhất. Bỏ con này ra. Ui, kinh vẹt 2 luôn. Đủ mẹ cái ông này. Toàn thu sạc không à. Bỏ reo thì phí quá. Kiếm một reo khác. À, cút luôn rồi này. Sao sao con Raven nó mạnh thế mà lại cút được nhờ? 3 thiết giáp, 4 suy vong, 32 hiệp sĩ quân đoàn. Ôi, bà ông khỏe vãi đái cháu. Thì đấy, 4 tiên, 4 đồ suy vong rồi đấy. Vẫn toang. Gặp mấy thằng bật mid à? Ừ, nãy giờ mid không? Thằng kia 6 ma sứ 2 đồ long kìa. Bài linh tay anh tinh, khỏe đấy. Không hiểu sao bài này vẫn còn thua. Có gậy rồi, cùng đao đi nhỉ. Cùng đao Solari. Phải thế thôi, chỉ phải thế thôi. Không còn sự lựa chọn nào cái ba. Giáp lửa có cần không ta? Ơ, sao nãy giờ mình không ra con Lee Sandra nào nhỉ? Con Lee Sandra là ok mà. Một con Lee Sandra một thôi ok mà. Cô thằng này nó nhái lên quân luôn đó các bạn. Hay chưa? Bài nào ngon quá. Trời ơi, rác chưa? Cô thằng nữa này nữa thì game nhé liên quân. Gì ấy? Nó thua xong nó ping ping cái gì ấy? Chấm hỏi gì? Nó chấm hỏi gì chả? Là Minh Minh nhá. Ờ, tôi cũng không hiểu chấm hỏi gì ấy. Biết đéo đâu. Cần con gì nữa ta? Diego nữa. Ừ.
Garen 2, Garen hủng gì tè le đấy. Này tôi 2 đúng không? Con nào tôi chưa 2 không? Con này 2 chứ. Chả nhớ nữa. Bắt tạm. Every life ends with us. Con đúng không? Let's dance. Chắc áp cao quá các bạn. Nhiều nhá. Chắc chúng ta AFK đi, lên chat còn cho con kinh rẹt này vào. AFK đi các bạn ơi. Cắt cổ từng thằng đi. Luôn đấy chứ. Thua thằng này giờ này chứ cắt cổ từng thằng. Tay của Châu có con khi cầm khăn kiểu Vĩnh Hằng ấy thì nó sẽ cao tờ hơn lơ blanc của mình ấy. Hả? FK các bạn chết bỏ nhá. Giờ mùa hè anh có làm không? Reo 2 nữa là căng gì? Thằng này 4 reo rồi. À, ZK là ZK ám, Solari đi nhỉ, tim hơi giấy. Má cái biến tà thần cũng được quá mà không biết có nên là cầm người ta, có thêm con hồi sinh à. Nhưng mà biến sát thủ khi mình lấy cái biến tà thần cũng được đấy. Tim mình hơi giấy đấy. Mẹ lấy luôn các bạn. Cũng lắm mình bỏ con gấu ấy. Nhưng mà chắc là khá cần con gấu. Cho Rai nhỉ, cho Victor cũng được. Cái biến tà thần này là coi như một cái hồi sinh của mình thôi. À, coi như mình giác lên thần thôi, coi như mình vừa nhặt một giác lên thần đấy. Này coi như là mình giác lên thần đấy. Cho Rai đi. Anh cảm ơn em nhiều Nguyễn Duy Tân ơi. Giờ lên chết cho con này vào thôi. Chắc mình cho con lợp lăng ở lấy cái hồi sinh thôi. Cái hồi sinh, hồi sủng. Hồi, cái này cộng thêm có 20 kháng phép à, lợp nữa. Nhà Timo lấy Solari mà ám. Chết mẹ là tôi này tôi gặp ông ở đấy Châu ạ. Tôi đánh thế đéo được ông. À chưa, phải phải gặp cốt rồi. Chết rồi, xếp bài sai rồi. Đã còn một red gắn phải. Ngồi lơ lăng rồi. Đến hạn rồi bạn ơi. Đúng rồi đấy, đến hạn rồi đấy. Con dây liên tục rồi bạn. Dưới kia hắc ám mà tự nhiên đi lượm để chết à? Ừ, tôi chăm mà bạn ơi. Cảm ơn Hồng Quốc, cảm ơn Jason, cảm ơn Duy Tân nha. À, con này không liệt được hai, cay thích nhờ. Tấu hài gì? Pro player biết chơi game cứ tấu hài thôi. Tên này gặp Châu hoặc bài Afe. Anh em chuẩn bị tải app sẵn, tải Nemo sẵn nha anh em. Tải Nemo sẵn đi để mình chuẩn bị sang Nemo stream rồi đấy. Một hai hôm nữa coi Nemo stream ấy. Tải sẵn Nemo rồi follow kênh Châu TV luôn nhé. ID mình có ghi rồi đấy. Anh cảm ơn em nhiều gặp nhá. Gặp tôi sao ông đấm tôi luôn rồi đấy chứ. Không bây giờ hơi à, tôi đánh kiểu gì cũng sắp con Raven á, không thể giết con Raven được. Còn cái khăn này kia giết thì đéo được. Chết rồi này. Mẹ đánh đéo mất máu luôn, cứ chết tôi. Đấy. Má tí chết luôn. Ui mẹ. Đau tim mãi lên đó. Tôi đau tim mẹ. Con Lưu Lao có một cực là chết rồi đấy. Đúng. Ôi, mình roll hết tiền rồi anh em ơi. Tôi phải roll hết tiền rồi. Cùng cung mấy cái. Cùng cung để làm cái đéo. Thôi cho Victor đi. Cảm ơn Nguyễn Tài nha, chào em. Cái này là tà thần hồi sinh bởi vì nó không kích được nội tại con Lơ Blanc đâu, không sao bạn ơi. Con Lơ Blanc ấy, đến lúc mà nó bị lâu máu nó phải chết rồi ấy, thì tức là nó đã mẹ phải chết con mẹ rồi. Đúng không? Ui thôi.
68. Là sao 64, 64 có lẽ đủ rồi đó. Nội tại đi cùng 58. Có vẻ đủ các bạn, bán kata đi là đủ nhé. Bán kata thay vên mà. Kata không ngon đâu. Đợt mình rộn trả lên được update cái gì ấy. Mình rộn trả phải cái gì rộn deck. Thắng thì sợ, thắng thì lên để chết, thua chết luôn. Ôi chết rồi. Má lại gặp cái con mồi này nữa, con Garen nó hay. Má thở đét phát kéo, kéo phát chết kêu luôn kìa. Garen nó tăng được quá. À sắp đủ số rồi, giết nhanh lên, nó đủ số rồi thôi giờ. Rồi may quá. Má nó đủ số một cái là chết. Ui, tôi đi luôn rồi ông ơi, sắp 6 rồi. Tôi xếp bài. Tôi xếp bài dền dứ mà gặp ngay bài này tôi đi rồi. Đó, tôi một tuần nữa là lên level 9 đấy các bạn ơi. Tôi lên một level nữa là tôi lên 9 rồi. Một tuần nữa tôi lên level 9 rồi. Đang cố dãy tuần sau lên level 9 thở ấy. Cay chua. Bởi vì tôi đến mình roll thì mình chỉ em level block 3 thôi. Đồ không thể để. Không tham. Ôm à, điều gồ. Không đủ tiền mua, hai con này không bỏ được các bạn. Cần lên 2, khóa lại. Để bên bên góc bên này cũng hay nhé. Cho có kìa. May quá vừa cho AP và gặp ngay thằng AP không mà, đỡ quá. Vừa cho bí ẩn chứ. À, vừa cho bí ẩn mà. Kéo cái ăn được nó không? Ui. Ăn được. Ui may quá. Rồi nó đi à. Rồi ít nhất là top 4 rồi. Top 3 rồi đấy. Sao lại bỏ Victor ra ba ăn? Victor búp siêu ngon mà. Thay một con lên đi này, để làm gì? Hai thiện xạ làm gì đâu? Bắt góc này, để giờ để thay thread qua đây này. Để thread góc này này. Đó, để thread kéo. Ờ, căn thread kéo Afe á, đừng xa Afe là được. Để góc này, nó để góc kia thì bị kéo, nó để góc này thì bị con này tôi bắt. 12 hôm nữa Châu chuyển hẳn sang stream Mimo MNG tại app tìm ID 22.452.958 hoặc Châu TV follow. Mẹ lại siêu mít rồi này, lại siêu mít rồi này. Châu test nà. Cảm ơn MNG. Đi. Top 2 ông ơi. Top 1 thì bị ông đấm. Top 2 thì bị thằng kia giết. Top 1 rồi, bạn này top 1 rồi. Thừa một gậy. Gậy với thìa là ra spell weaver cũng có tác dụng ấy ông ơi, cái thìa có tác dụng đấy. Sao? Solari không ơi. Ngon luôn, hai Solari luôn. Một trên một dưới đi. Ờ, thắng rồi. Đang nay nhảy vô kẹo mẹ lắm. Sao ra con sao? Veo Cup đứng ra con Victor còn gần lại tí. Ăn sorry mẹ đi. Nó bút ra sao mấy con target đứng cạnh nó cơ mà. Em mãi đã chim quên nhặt cơ. Thế mưu trí đấy chịu rồi. Ôi bắt được con reo nó kìa. Ngon quá chán luôn. À gì gì. Đi. Yeah, giải chết tấn công các bạn ơi, giải chết tấn công các bạn ơi. Lúc bên kia tôi nhìn cái bài ông ấy khỏe vãi lìn, tôi đến hiểu sao ông cứ thua. Người ta bảo ôi vãi lìn bài, đéo thiếu một cái lìn thì sao lại thua được nhỉ? Dê nhá. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dê, châu. Đã
sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch.